Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, Miku Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn cho bài tập về nhà trong khóa giải đề 8 cộng, bài tập của ngày 31 tháng 3, 2019. Chúng ta sẽ có với câu số 1 của chúng ta, chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 1 của chúng ta là một cụm từ, chúng ta sẽ có cụm từ A Great Impression. Hệ cô sẽ có động từ của câu này chúng ta sẽ chọn được. Đáp án của chúng ta sẽ là Do an impression of somebody. Thì là chúng ta sẽ có cụm từ, đó là cụm từ Do an impression of somebody, nghĩa là bắt chước ai, nhại lại điệu bộ của ai. Nhớ nhé, cụm từ này bằng immediate. Chờ, chúng ta sẽ có cụm từ này nghĩa là gì? Bắt chước ai, nhại lại điệu bộ của ai. Chúng ta sẽ có một cái cụm từ nữa, đó là cụm từ create, đúng không? A good impression on somebody. Chờ, create a good impression on somebody nghĩa là gì? Gây ấn tượng cho ai. Thì cô sẽ có là bạn của tôi rất là giỏi bắt chước người khác, đúng không? Anh ta luôn bắt chước được đúng cái điệu bộ của Charlie Chaplin. Vậy thì câu số 1 cô chọn được, đáp án là ý B. Sau câu 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Bạn có thể hỏi Martin về lịch sử. Anh ấy là một người có kiến thức uyên thâm về, đúng không? Anh ấy là một người có khả năng ghi nhớ rất là tốt về những sự kiện. Vậy cô sẽ có câu 2 của cô cũng là một câu về cụm từ. Chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Chúng ta sẽ có cụm từ, đó là cụm từ have a good. Chờ, have a good head for something, có cái đầu ghi nhớ rất tốt cái gì. Vậy cô chọn được câu 2 của chúng ta là ý A. Sau câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 của chúng ta. Chúng ta có cấu trúc simple dường như. Câu 3 chúng ta sẽ dịch câu đấy của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ dịch câu đấy là câu chuyện cười của anh ta, đúng không? Rồi câu số 3 chúng ta sẽ dịch câu đấy là chúng ta sẽ có câu dịch là với câu số 3 chúng ta sẽ có cái câu chuyện cười của anh ta dường như làm sao với khán giả. Được chưa? Chúng ta sẽ có là nếu như tiếng cười đó, chứ, nếu tiếng cười của họ là dấu hiệu thì câu chuyện của người ta dường như đã được khán giả đón nhận. Nếu như tiếng cười chính là một dấu hiệu thì cái câu chuyện cười của anh ta dường như đã được khán giả đón nhận. Thì cô sẽ có ý A, chúng ta sẽ có từ go along, từ đấy có nghĩa là tiến triển, phát triển. Nó sẽ có từ go by nghĩa là trôi qua hoặc tuột mất. Nó sẽ có từ go off nghĩa là go off, từ đấy có nghĩa là đổ chuông, nổ tung, thiêu thối, rất là nhiều nghĩa, đúng không ạ? Thế cô sẽ có cụm từ go down with somebody. Nhớ nhá, chúng ta sẽ có cụm từ là cụm từ go down with somebody, được ai đó đón nhận ra sao. Vậy câu 3 cô chọn được ý D. Xong câu 3 chuyển cô sang câu 4 của chúng ta. Thực ra cái bài hôm nay của nhóm 8 cộng là một bài tương đối nhiều cụm từ, đúng không ạ? Câu số 4 chúng ta sẽ có cụm từ, đó cụm từ reduce somebody to tears. Chờ, somebody to tears nghĩa là gì ạ? Cả cái cụm từ reduce somebody to tears, cụm từ đấy có nghĩa là gì? Bằng make somebody cry. Chờ, bằng cụm từ make somebody cry, làm cho ai đó bật khóc. Vậy thì câu số 4 của chúng ta sẽ chọn được đáp án của cô sẽ là ý C nhá, câu 4 ý C. Câu gì cả? Nó thật là một bộ phim buồn đến mức mà tất cả chúng tôi đều khóc vào lúc cuối. Nhá. Rồi chúng ta sẽ có này. Xong câu 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Nếu có tình trạng, nếu có vấn đề gì khẩn cấp thì hãy gọi số 911. Vậy câu này của chúng ta sẽ là hình thái của điều kiện loại 0 ấy. Điều kiện loại 0 với điều kiện loại 1 đều dùng chung dạng đảo ngữ là should. Tại sao cô lại nghĩ ra câu này dùng should mà không phải dùng if? Nếu như các bạn dùng if thì động từ của cô phải chia thì câu. Vậy với cái chủ ngữ là có ân nhiên, chắc chắn động từ mình phải thêm s, đúng không ạ? Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Câu số 6 của cô là một câu về lên từ. Chúng ta sẽ có ia, từ but for nghĩa là do đó, nhờ có. Từ let alone nghĩa là, từ đấy có nghĩa là chứ đừng nói đến, huống chi là. Nhờ ý xe của chúng ta ôn bận, gần như, hầu như, suýt. Than, từ rather than nghĩa là thà, còn hơn, thích hơn. Vậy thì cả, đứa bé đó không thể ngồi được, chứ chưa nói gì đến việc đứng và đi. Vậy thì câu số 6 cô chọn đáp án là ý B. Câu số 7 chúng ta sẽ có như sau. Đây là hình thái của câu hỏi đuôi. Với câu hỏi đuôi của chúng ta bắt đầu bằng I think, chúng ta sẽ hỏi đuôi theo vế đằng sau nhá. Vế đằng sau cô có từ everyone, chúng ta sẽ phải ứng với ngôi là they. Ứng với ngôi là they thì đồng nghĩa việc cô bỏ A, bỏ B. Nhưng mà chúng ta sẽ có là khẳng định của chúng ta, khẳng định, phủ định, chúng ta lấy theo vế trước. Vậy vế trước của chúng ta là phủ định thì vế này của cô lại là khẳng định. Vậy câu 7 cô chọn ý D. Đây chính là trường hợp đặc biệt của hỏi đuôi. Nếu như các bạn nghe phần nào, nghe này phần này của cô mà thấy mơ hồ, học lại cho cô phần này nhé. Xong câu 7 chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Câu số 8 của chúng ta sẽ là kiến thức về cụm từ. Chúng ta sẽ có cụm từ for bằng forever bằng permanent, nghĩa là mãi mãi, vĩnh viễn. Cô sẽ có cụm từ now and then bằng sometimes, thi thoảng. Nó sẽ có ý C, chúng ta sẽ có từ once in a while bằng occasionally, cũng là thỉnh thoảng. Vậy B và C bằng nhau. Chúng ta sẽ có ý D.
every so often cũng nghĩa là occasionally, cũng là thỉnh thoảng. Vậy đương nhiên câu 8 mình chọn ý A rồi, đúng ạ. Thật là không may cái vết thương đấy khiến cho anh ta vĩnh viễn phải rời khỏi bóng đá. Yeah. Anh ta không bao giờ có thể thi đấu được nữa. Vậy nó sẽ là vĩnh viễn rồi. Thì câu 8 cô chọn ý A. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta. Yeah. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta để cô xem nào. Đề này của chúng ta có tổng cộng 35 câu. Rồi, để cô biết để cô cân phân video. Câu số 39 của chúng ta nó sẽ có như sau. Hai chiếc ô tô đó, đúng ạ, đang được giao bán với cái giá là, bởi vì nó sao? Hai cái chiếc ô tô đang được giao bán nó đều trong tình trạng làm sao tồi tệ. Tôi không mua được cái nào cả. Vậy cô sẽ có từ didn't của chúng ta là phủ định. Nếu phủ định chúng ta sẽ không dùng ý B, đúng ạ. Không dùng ý A vì ý A và ý D của cô đều đi với câu khẳng định. Tôi không mua được cái nào cả. Vậy chúng ta sẽ có didn't của cô sẽ đi với either. Câu 9 cô chọn ý B. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu số 10 của chúng ta lại là cụm từ chúng ta sẽ có như sau. Nó sẽ có từ take a fancy to, nghĩa là bắt đầu thích cái gì. Chưa, ý A của cô từ đấy có nghĩa là bắt đầu thích. Không chưa? Tiếp này cô sẽ có ý B từ keep an eye on, nghĩa là để mắt tới. Chưa, ý B của cô nghĩa là để mắt tới. Ý C chúng ta sẽ có cụm từ kick, get a kick out of, nghĩa là thích cái gì, cảm thấy hứng thú với cái gì. Nó sẽ có ý D của chúng ta sẽ có từ kick up a fuss over, giận dữ, ca thán về cái gì. Vậy nó sẽ có là tôi đã từng rất là thích chuyện trai nhưng bây giờ thì tôi không còn thích chúng nữa. Vậy câu số 10 của chúng ta sẽ không chọn ý B, đúng chưa? Chúng ta cũng không chọn ý D, cô chỉ còn ý A và ý C thôi. Ý A chúng ta sẽ có từ take a fancy to, nghĩa là bắt đầu thích, nhưng câu dịch là đã từng thích cơ thì mình không chọn ý A, mình chọn ý C. Câu này rất dễ lừa, đúng không? Sau câu 10 chuyển cho cô sang câu 11 của chúng ta. Câu 11 bạn căn cứ cho cô bằng sự của chúng ta là thức giả định. Vậy với câu số 11 của chúng ta xem nào. Câu này của chúng ta sẽ là những cái chứng cứ đó chỉ ra rằng, sorry, cái này chúng ta không phải thức giả định. Từ này của cô chỉ mang nghĩa là chỉ ra thôi chứ không phải thức giả định. Nhận. Thì nếu như mà nó là thức giả định thì nó phải là chủ ngữ của cô, phải là chỉ ngữ chỉ người cơ. Nhưng cô là gì cả? Những cái chứng cứ đó chỉ ra rằng. Nhận. Thì cô sẽ có, nếu không phải là thức giả định thì cô sẽ có further của cô là số nhiều. Cô sẽ chọn là A. Đúng không ạ? Vì nó là hiển nhiên mà. Đúng không ạ? Chứng cứ đấy chỉ ra rằng nó sẽ là hiển nhiên. Hiển nhiên chỉ hiện tại đơn. Sau câu 11 chuyển với cô sang câu 12 của chúng ta. Câu số 12 của chúng ta sẽ có như sau. Câu 12 chúng ta dịch là, chứ câu này chúng ta sẽ dịch cái cụm từ đấy dịch là cái loại thảo mộc này có mùi thật là khủng khiếp mẹ ơi. Mẹ bảo sao? Yeah. Nó rất là tốt cho con. Do somebody, làm rất là tốt cho ai. Thì câu số 15 chúng ta sẽ có yeah. Come what may, dù khó khăn đến mấy. Yeah. Ý B này. By the way. Nhớ nhá. Ý B, by the by bằng by the way, nghĩa là nhân tiện. Yeah. Tiện thể. Ý C, what it more, nghĩa là thêm nữa. Vậy có ý D, be thus as it may, dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng rất là tốt cho con. Vậy 12 cô chọn đáp án là ý D. Sau câu 12 chuyển cho cô sang câu 13 của chúng ta. Câu 13 cô sẽ có như sau. Nó là không công bằng để mà đổ hết lỗi cho anh ta, đúng không ạ? Vì đó không phải chỉ là lỗi của một mình anh ta. Vậy câu số 13 chúng ta sẽ có câu này như sau. Chúng ta sẽ có dịch là anh ta không đáng bị đổ lỗi vì mọi thứ, vì, đúng không ạ, có nhiều người khác cũng liên quan. Vậy cô chọn đáp án là ý A luôn. Ý A luôn, trong này chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ deserve, to do something, khao khát, mong muốn, đáng làm gì, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có trong này chúng ta dịch là không đáng bị blame for, đổ lỗi cho. Rồi, xong câu số 13 của chúng ta, bạn sẽ chuyển đến câu 14 của chúng ta. Câu 14 là bạn sẽ cần phải nói cho anh ta về nó cuối cùng, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao càng trì lâu, đúng không ạ? Bạn càng trì hoãn bao lâu thì càng khó khăn đấy nhiêu. Vậy câu số 14 là cuối cùng thì bạn vẫn phải nói với anh ta điều đó, mà vì vậy bạn càng trì hoãn thì bạn sẽ càng khó khăn. Vậy cô sẽ có là bạn không bao giờ có thể giữ được bí mật lâu. Ý A của cô không đúng rồi. Ý B của cô thì sao? Chắc chắn nó sẽ là tốt hơn để cho anh ta biết về nó, đúng không ạ? Bây giờ hơn là đợi cho tới khi anh ta tự tìm hiểu thấy. Ý B của cô không đúng. Ý C thì sao? Anh ta cần phải được thông báo về nó, dù sớm hay là muộn. Hãy câu số 10, the sooner the better, nghĩa là càng sớm càng tốt. Nhớ nhá, the sooner the better, nghĩa là càng sớm càng tốt. Vậy 14 cô chọn đáp án là ý C. Sau 14 chuyển cô sang câu 15 của chúng ta. 15 của chúng ta là trọng âm này. Chúng ta sẽ có từ âm thứ hai của cô là y dài, nhận trọng âm. Ý B chúng ta sẽ có từ ý B chúng ta sẽ đọc từ đấy là gì ạ? Grand. Âm đấy của chúng ta, âm đầu tiên là ơ, vậy nó rơi âm tiết thứ hai. Ý C cô đọc tới là âm thứ hai của cô là âm đầu tiên của cô là ơ, vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy cô chọn được câu 15 của chúng ta là ý D, từ compass. Âm đầu tiên của cô là á, âm thứ hai là ơ, cho âm rơi vào âm tiết đầu.
Câu số 16, informative. Chúng ta sẽ có đuôi ever e làm cho âm rơi vào trước âm đó. Đúng không? Ever e làm cho âm rơi trước âm đó. Nhưng từ đằng trước nó lại đọc là ơ, informative. Vậy là ơ thì lại tránh ơ ra không rơi vào. Vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai. Như này chúng ta sẽ có ý B của chúng ta thì sao? Ý B chúng ta sẽ có từ preservative. Đuôi ever e làm cho âm rơi vào trước âm đó. Âm trước của cô là ơ, vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ý C cô sẽ có từ đọc là mandatory. Nó sẽ có mandatory. Đuôi y dài dịch lên nhưng nó sẽ có lại mandatory. Ơ tránh hết, nó rơi vào đầu. Vậy cô chọn được câu 16 là ý C. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa được từ câu số 1 đến câu 16 rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần video tiếp theo nhé.